Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Thừa thắng ở Vuleda, Nga tiến vào thành trì Toresk. Israel tuyên bố đã giết người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah. Iran tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Triều Tiên thử nghiệm đạn pháo phản lực phóng loạt. Tổng thống Mỹ Biden hủy chuyến công du quan trọng để ứng phó siêu bão thế kỷ Milton. Bây giờ là tin chi tiết. Sau khi giành được Vuleda, quân đội Nga hiện đang tiến vào ngoại ô Toresk, một thành phố chiến lược nằm trên đồi cao, trong khi cùng lúc tấn công dồn dập ở những nơi khác trong khu vực Donetsk. Một tuần sau khi chiếm được Vuleda, một thị trấn neo giữ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông nam đất nước, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến công, tiến vào hoặc bao vây một số thị trấn trong nỗ lực phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine theo bản đồ chiến trường do nhóm độc lập phân tích cảnh quay chiến đấu lập được. Quân đội Nga hiện đã tiến vào ngoại ô Toretsk, một thành phố cách Vulida khoảng 80 km về phía bắc và đang tiến về trung tâm thành phố. Nữ phân ngôn viên của quân đội Ukraine, Anastasia Bobovnikova, cho biết vào cuối ngày 7 tháng 10 rằng Nga đã tiến vào thành phố, lưu ý rằng giao tranh đang diễn ra ở mọi lối vào nơi này. Bản đồ chính trường cho thấy quân đội Nga cũng đã có những bước tiến nhỏ dọc theo tuyến đầu quanh co gồ ghề, kéo dài từ Toresk đến Vuleda ở vùng Donetsk, thuộc miền đông Ukraine, tiến gần đến một số thị trấn và thành phố chiến lược. Cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực phản ánh mục tiêu lâu dài của Moscow là chiếm được toàn bộ vùng Donetsk, nơi mà họ đã kiểm soát một phần. Rõ ràng đây là mục tiêu mà người Nga đang nhắm tới. Ông Franz Stefan Gadi, một nhà phân tích quân sự tại Áo, cho biết. Vì thế, đây là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất. Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, Kiev không còn kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình thứ hai vào tháng 11 năm nay nhằm chấm dứt xung đột với Nga nữa. Tổng thống Zelensky đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Luzerne của Thụy Sĩ hồi tháng 6 để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình của mình, gồm 10 điểm mà Moscow đã bác bỏ. Sự kiện phía Nga không được mời tham dự này đã không đạt kết quả như mong muốn của Kiev. Ukraine và các đồng minh ban đầu dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, phát biểu trước truyền thông hôm 8 tháng 10, cố vấn cấp cao của ông Zelensky, Daria Zaribna, cho biết kế hoạch này hiện đã bị hủy bỏ. Bà Zaribna lưu ý công tác chuẩn bị cho một hội nghị vào thời điểm khác vẫn đang tiếp tục với các cuộc họp chuyên đề dành riêng cho từng điểm trong kế hoạch hòa bình để mọi thứ sẵn sàng cho sự kiện. Quan chức này cũng tiết lộ rằng cuộc họp chuyên đề cuối cùng nhằm giải quyết các mối quan tâm nhân đạo sẽ diễn ra tại Canada vào cuối tháng 10 năm nay. Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng trước, Ông Zelensky tuyên bố đã trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Joe Biden và hai ứng cử viên Tổng thống của xứ sở cơ hoa năm nay là Phó Tổng thống Harris và cựu lãnh đạo Nhà Trắng Trump. Mặc dù các chi tiết chính xác chưa được công khai, nhưng 5 điểm trong bản kế hoạch do gì tới truyền thông gồm phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và kinh tế cho Ukraine, kết nạp Ukraine vào các tổ chức NATO và Liên minh châu Âu, cũng như cho phép quân đội nước này tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga. Moscow mô tả điểm cuối cùng là sự can dự trực tiếp của Mỹ và các đồng minh vào cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng, đồng thời đe dọa sẽ có phản ứng thích hợp kể từ đó, Nga thông báo điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này cho phù hợp với tình thế. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 tuyên bố các cuộc không kích của Israel đã giết chết người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah. Chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah, chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn tên khủng bố, bao gồm cả thủ lĩnh Nasrallah và người thay thế ông ta, cũng như người thay thế của người thay thế. Thủ tướng Netanyahu nói. Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ ông Netanyahu ám chỉ ai khi nhắc đến người thay thế của người thay thế. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galen ngày 8 tháng 10 cho biết, ông Hashem Savadai, người được cho là sẽ kế nhiệm ông Nasrallah, có thể đã bị tiêu diệt. Một quan chức Hezbollah nói với Reuters ngày 6 tháng 10 rằng Israel đã cản trở các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực mà nhân vật kế nhiệm tiềm năng vị trí thủ lĩnh Hezbollah, Người được cho là có mặt khi Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày mùng 4 tháng 10. Sau các cuộc không kích của Israel cũng vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, thì kể từ ngày mùng 4 tháng 10, dù Hezbollah chưa xác nhận nhưng đã có đồn đoán cho rằng ông Sepphadi đã thiệt mạng. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nói rằng họ biết ông Sepphadi đang ở trong trụ sở tình báo của Hezbollah khi máy bay chiến đấu ném bom vào tuần trước. Tình trạng của ông Sepphadi đang được kiểm tra và khi chúng tôi biết chúng tôi sẽ thông báo cho người dân, ông Hagari nói. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, Liban có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng tan phá giống như Gaza. Trong khi đó, Hezbollah bắn tiếng sẽ khiến thêm nhiều người Israel phải rời khỏi nhà cửa. Thủ tướng Netanyahu nêu rõ, các bạn có cơ hội cứu Liban trước khi đất nước này rơi vào vực thẳm của xung đột kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng tàn phá và đau khổ như chúng ta thấy ở Gaza. Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra trong thông điệp video gửi tới người dân Liban ngày 9 tháng 10. Trong đó, ông cũng đánh giá rằng Hezbollah đã yếu hơn so với nhiều năm trước. Lời cảnh báo nghiêm khắc của ông Netanyahu được đưa ra khi quân đội Israel triển khai thêm binh sĩ đến Liban và ra lệnh cho người dân ở các khu vực ven biển phía Nam và các khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut phải sơ tán. Israel đã mở rộng cuộc tấn công vào Liban gần một năm sau khi họ bắt đầu đọa hòa lực với Hezbollah. Hezbollah khẳng định các cuộc tấn công của họ là để hỗ trợ người Palestine ở Gaza. Gần đây, Tel Aviv cam kết sẽ bảo vệ biên giới phía Bắc với Liban để hàng chục nghìn người Israel có thể trở về. Ngày 8 tháng 10, Phó Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố sẽ khiến người Israel không thể quay trở lại miền Bắc. Israel đã phát động một làn sóng tấn công vào các thành trì của Hezbollah ở Liban từ ngày 23 tháng 9, khiến hơn 1.470 người thiệt mạng kể từ đó. Báo NBC dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ ngày 8 tháng 10 cho biết, Israel vẫn chưa thông báo cho nước này về kế hoạch tấn công trả đũa Iran sau vụ tấn công tên lửa của quốc gia Hồi giáo này vào lãnh thổ Israel hôm 1 tháng 10. Theo nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 7 tháng 10 đã thảo luận với người đồng cấp Israel, Yoav Gallant, với các phương án đáp trả Iran, nhưng đây không phải là quyết định cuối cùng của Israel. Trong cuộc thảo luận, phía Mỹ đề nghị hỗ trợ Israel các phương án trả đũa, bao gồm thông tin tình báo cũng như các cuộc không kích. Nguồn tin cho rằng, phía Israel đang thu hẹp các lựa chọn của phản ứng đáp trả, bao gồm tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và tình báo của Iran, cũng như hệ thống phòng không và cơ sở năng lượng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi khẳng định nước này không muốn căng thẳng leo thang ở Trung Đông, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần rằng Iran không muốn gia tăng căng thẳng, mặc dù chúng tôi không sợ chiến tranh và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi phát biểu với báo giới tại Tehran ngày 8 tháng 10. Ông Arachi nhấn mạnh, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Các lực lượng vũ trang đã chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, ông lưu ý chính sách của Iran là ngăn chặn các hành động thù địch và đạt được lệnh ngừng bắn có thể chấp nhận được. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran nói rằng Israel không nên thử thách ý chí của Tehran. Ông cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran đều sẽ vấp phải phản ứng dữ dội. Đài RT dẫn lại các thông tin từ truyền thông địa phương vào đầu tuần này tiết lộ Iran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản cho một cuộc tấn công có thể diễn ra của Israel. Tình hình căng thẳng ở Trung Đông đã trở nên nóng hơn sau khi Iran phóng khoảng 200 quả tên lửa các loại gồm cả tên lửa siêu vượt âm, vào ba căn cứ xung quanh Tel Aviv và những nơi khác của Israel hôm 1 tháng 10, khẳng định 90% quả đạn đã đánh trúng mục tiêu. Đây là cuộc tấn công trực tiếp thứ hai của Iran vào Israel sau cuộc tấn công hồi tháng 4 năm nay. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó nói rằng Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá. Nhà lãnh đạo Israel nói, bất kỳ ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công họ. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bất ngờ tuyên bố đã đến giải Gaza, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho việc ông từng đến thăm vùng lãnh thổ này. Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump gây chú ý khi tuyên bố đã đến giải Gaza, nơi hơn 41.000 người thiệt mạng và phần lớn các tòa nhà bị hư hại nặng nề hoặc bị phá hủy do cuộc tấn công dữ dội của quân đội Israel. Tôi từng ở đó và nơi đó rất khắc nghiệt khi phải hứng chịu tất cả các cuộc tấn công và những gì đã xảy ra trong vài năm qua, ông Donald Trump nói. Nó có thể tốt hơn Monaco. Đặc biệt, giải Gaza có vị trí tốt nhất ở Trung Đông. Mọi thứ rất tốt. Tôi đã nói điều đó trong nhiều năm, ông Donald Trump trả lời khi được đặt câu hỏi liệu giải Gaza có thể biến thành Monaco nếu xây dựng đúng cách hay không. Cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh, với tư cách là một nhà phát triển, đó có thể là nơi đẹp nhất, từ thời tiết, nước đến khí hậu, khu vực này là điều tuyệt vời nhất ở Trung Đông. Tờ New York Times cho biết, không có hồ sơ nào chứng minh cựu Tổng thống Donald Trump từng đến khu vực này. Tổng thống Trump đã từng đến Israel. Tờ New York Times viết, Trên thực tế, giải Gaza chưa bao giờ thuộc một phần của Israel. Mặc dù một số thành viên cực hữu trong chính phủ liên minh hiện tại của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi sắp nhập vùng đất này. Giải Gaza là nơi sinh sống của hàng ngàn người định cư do Thái cho đến khi Thủ tướng Israel lúc bấy giờ là Sharon ra lệnh rút họ khỏi đây. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9 tháng 10 đưa tin, Viện Khoa học Quốc phòng của nước này đã tiến hành thử nghiệm pháo phản lực cho hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240mm. Đạn pháo này có khả năng điều khiển mới cây CNA cho biết vụ thử được thực hiện ngày 8 tháng 10, song không nêu rõ địa điểm. Hoạt động thử nghiệm này nhằm xác nhận lại độ chính xác của pháo phản lực phóng loạt ở tầm bắn tối đa 67 km, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của hệ thống phóng tự động. Hồi tháng 2, Triều Tiên cho biết đã phát triển đạn pháo phóng tên lửa 240 mm với những cải tiến về tầm bắn, độ chính xác và khả năng điều khiển mới. Theo kế hoạch, đến tháng 5, Triều Tiên sẽ triển khai hệ thống vũ khí này cho các đơn vị quân đội trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2026. Vào tháng 8, KCNA đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã theo dõi vụ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 240mm kiểu mới đang được các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới được cải tiến về tính cơ động, khả năng tấn công chính xác, chứng minh được sự vượt trội trong tất cả các chỉ số về hệ thống dẫn đường mới được áp dụng khả năng điều khiển và sức công phá. Theo tờ The Hill đưa tin, ứng viên Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước đối thủ dân chủ Kamala Harris với cách biệt lớn ở hai bang Florida và Texas. Bản khảo sát được Thời báo New York và Đại học Siena công bố hôm 8 tháng 10, theo giờ Mỹ cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris với 6 điểm phần trăm ở bang Texas. Còn ở bang Florida, con số này lên tới 13 điểm phần trăm. Theo tờ The Hill, những số liệu mới này có thể dám một đòn mạnh vào quan điểm của một số thành viên đảng Dân Chủ, khi những người này tin rằng tỷ lệ ủng hộ đảng của họ ở hai bang Florida và Texas sẽ thay đổi sau khi bà Harris trở thành ứng viên Dân Chủ thay thế Tổng thống Joe Biden tham gia vào cuộc đua vào Nhà Trắng. Bang Florida trong các kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ trước đây thường được xem như một bang chiến địa, Tuy nhiên, với việc ông Trump giành chiến thắng tại đây trong các cuộc bầu cử vào năm 2016 và 2020, nên bang này đang nghiêng về phía Đảng Cộng hòa trong những năm gần đây. Trong khi đó, ở bang Texas, chưa từng có ứng viên dân chủ nào giành được tỷ lệ ủng hộ nhiều hơn đối thủ Đảng Cộng hòa kể từ năm 1976. Ngoài ra, số liệu của cuộc khảo sát trên cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris vẫn cao hơn ông Trump 3 điểm phần trăm trên toàn nước Mỹ. Được biết, cuộc khảo sát được thời báo New York và Đại học Siena thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 với 3.385 cử tri tham gia. Trong đó, số cử tri tham gia khảo sát tới từ các bang Florida và Texas lần lượt là 622 và 617 người. Siêu báo Milton tăng cường độ trở lại lên cấp 5, mức cao nhất trong tháng báo tại Mỹ khi di chuyển vào vùng duyên hải phía tây bang Florida Bão dự kiến sẽ đổ bộ vào Florida vào đêm muộn ngày 9 tháng 10 cho đến sáng sớm ngày 10 tháng 10. Các nhà dự báo bão nhấn mạnh người dân không được lơ là cảnh giác và cần chuẩn bị cho những thay đổi trên đường đi của bão vào phút chót. Trung tâm bão quốc gia Mỹ, NHC cho biết, bão Milton có sức gió duy trì lên đến 270 km h Tính đến 19 giờ tối mùng 8 tháng 10 theo giờ Mỹ, tâm bão cách Tampa, Florida 710 km về phía tây nam di chuyển với tốc độ 17 km h về phía đông, đông bắc. Mực nước biển tại nhiều khu vực ở Vịnh Tampa được dự báo sẽ dâng cao từ 3 đến 4,5 m, trong khi nhiều nơi sẽ có mưa lớn hơn 250 mm cùng nguy cơ lũ quét nghiêm trọng. Các giải ngoài của bão Milton có thể bắt đầu tác động đến bán đảo Florida và quần đảo Keys, với lốc xoáy và vòi rồng ngay từ tối mùng 8 tháng 10 theo giờ Mỹ, tức sáng cùng ngày giờ Việt Nam. Nhấn mạnh mối đe dọa của cơn bão, Tổng thống Joe Biden đã hoãn chuyến thăm Đức và Angola từ ngày 10 đến 15 tháng 10 để chỉ đạo công tác chuẩn bị và ứng phó với cơn bão. Ông Biden đã kêu gọi những người dân đã nhận được yêu cầu di rời phải sơ tán ngay lập tức, nhấn mạnh đây là vấn đề sống còn. Đến nay đã có 5 triệu người tại bang Florida được kêu gọi sơ tán để đảm bảo an toàn. Hơn 20 hạt tại bang Florida đã ban bố các lệnh sơ tán bắt buộc và tự nguyện. Khoảng 5.000 vệ binh quốc gia cũng được triển khai để ứng phó bão trong khi 3.000 thành viên khác sẵn sàng tham gia vào công tác khắc phục hậu quả thiên tài. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, Milton là cơn bão chưa từng thấy khi xảy ra vào tháng 10 sau mùa bão Đại Tây Dương. Tình hình bão Milton sắp đổ bộ vào Mỹ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức cuộc họp quan trọng của các đồng minh Ukraine tại Đức. Reuters ngày 8 tháng 10 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy kế hoạch công du Đức và Angola trong bối cảnh báo Milton đang mạnh cấp 5, cấp cao nhất trong thăng đo tại Mỹ, sắp đổ bộ vào bang Florida tuần này. Động thái trên có thể ảnh hưởng đến lịch trình tổ chức cuộc họp nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine dự kiến vào ngày 12 tháng 10, có sự tham gia của Ukraine cùng khoảng 50 đồng minh Kiev tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thảo luận trong ngày 8 tháng 10 về kế hoạch tổ chức cuộc họp tại Ramstein. Đây là cuộc họp cấp cao nhất bên lề chuyến thăm cấp nhà nước của ông Biden đến Đức. Ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10. Tôi không nghĩ tôi có thể rời đất nước vào lúc này, ông Biden nói. Hy vọng sự kiện trên cùng với các cuộc họp mà ông chủ Nhà Trắng tham gia sẽ được rời lịch. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp tại Đức tuần này. Nêu thêm rằng, ông sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng tài liệu mà nhà lãnh đạo Kiev đề cập lâu nay khi gặp các đồng minh phương Tây. Xung đột Trung Đông có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến toàn diện trong bối cảnh các đợt tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel, Iran và Hezbollah đang diễn ra dồn dập. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, vẫn còn có một lối thoát cho các bên tham chiến. Năm 2006, Nghị quyết 1701 do Hội đồng Bá Liên Hợp Quốc thông qua đã chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng giữa Israel và Hezbollah. Theo đó, Nghị quyết này yêu cầu Hezbollah phải rút quân và các thiết bị chiến đấu hạng nặng ra khỏi miền nam Liban cho đến tận sông Litani, các đất nước này khoảng 25 km. Israel và chính phủ Liban đã chấp thuận giải pháp hòa bình này. Song Hezbollah lại có ý kiến trái ngược. Israel và Hezbollah sau đó bước vào trạng thái bình thường mới với các cuộc đụng độ thường xuyên ở cả hai bên biên giới, giới hạn trong khoảng 1,6 km ở mỗi bên, chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạn chế gây thương vong. Trạng thái bình thường mới chỉ tồn tại cho đến ngày 8 tháng 10 năm 2023, khi Hezbollah tuyên bố mở thêm một mặt trận mới ở biên giới Liban Israel để hỗ trợ cho đồng minh trong cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào một ngày trước đó. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng ngăn cuộc tấn công của Hamas leo thang thành xung đột và giữ làn sóng giao tranh không vượt qua biên giới Liban. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại. Các cuộc thảo luận về việc tấn công Liban trên bộ đã được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galant đưa ra từ cuối tháng 10 năm ngoái, nhưng ý tưởng mới nhanh nhóm này đã bị Nhà trắng ngăn chặn. Sau khi giao tranh ở giải Gaza có dấu hiệu chững lại và các cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah ngày càng gia tăng theo thời gian sự chú ý của Israel bắt đầu chuyển hướng về phía Bắc. Tận dụng thời điểm nhạy cảm khi cuộc bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút, Tel Aviv đã bắt đầu một loạt các cuộc tấn công nhằm làm tê liệt Hezbollah. Các mục tiêu của Tel Aviv bao gồm lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, các chỉ huy chiến trường, các thiết bị hạng nặng bao gồm tên lửa và bệ phóng tên lửa. Đầu tháng 10 vừa qua, Israel chính thức đưa quân vào miền nam Liban. Trong suốt quá trình này, Hezbollah đã kiềm chế không tấn công các mục tiêu quân sự nhạy cảm của Israel, tránh lò phản ứng hạt nhân Dimona và các trung tâm dân cư như Haifa. Iran, sau một thời gian trần trừ, đã phóng loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel trong đêm mùng 1 tháng 10. Israel có nhiều khả năng sẽ đáp trả mạnh mẽ sau cuộc tấn công của Iran. Xong câu hỏi được đặt ra là Liệu Tel Aviv có tấn công các mục tiêu đang được Iran bảo vệ chặt như các cơ sở dầu mỏ hay các cơ sở hạt nhân hay không? Chuyên gia Hussein Ibis thuộc Viện các quốc gia vùng vịnh Ả Rập dự đoán, Israel sẽ nắm bắt cơ hội này để tiến hành một cuộc chiến tranh trên không kéo dài chống lại Iran. Từ đó, kéo Mỹ vào cuộc nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran trong một thập kỷ hoặc lâu hơn nữa. Xong đó là một viễn cảnh không ai mong muốn. Giới quan sát cho rằng giải pháp duy nhất nhằm chấm dứt xung đột israel hezbollah hiện tại và mang lại hòa bình cho Liban phải là giải pháp chính trị. Theo đó, một phần của giải pháp này có thể liên quan đến nghị quyết 1701. Theo bà Randa Slim, giám đốc chương trình giải quyết xung đột tại Viện Trung Đông có trụ sở ở Mỹ cho rằng, tính đến gần đây, nghị quyết 1701 đã thực sự mang đến 17 năm tương đối yên ổn cho khu vực biên giới Israel-Liban và có khả năng sẽ được thiết lập lại nếu nhận được sự đồng thuận của nhiều hơn một bên. Mục đích của nghị quyết 1701 là ngăn Hezbollah và lực lượng Israel không đối đầu trực tiếp với nhau ở biên giới. Song để nghị quyết này thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự tham gia của nhiều bên hơn với nhiều cơ chế thực thi hơn. Bà Slim cho biết, chính phủ Liên bang đang đề nghị thực hiện nghị quyết này đồng ý cho Hezbollah rút lui khỏi khu vực biên giới phía Nam thay thế bằng lực lượng vũ trang Liên bang và các quan sát viên Liên Hợp Quốc. Nếu nghị quyết 1701 được thực thi, thỏa thuận sẽ diễn ra như sau. Hezbollah đồng ý rút các chiến binh và thiết bị quân sự hạng nặng ra khỏi sông Litani để thay thế bằng quân đội Liban và lực lượng Liên Hợp Quốc. Hezbollah, Israel sẽ ngừng bắn và đồng ý tách cuộc xung đột ở biên giới Liban ra khỏi cuộc chiến Gaza. Thỏa thuận này cũng sẽ ngăn xung đột tiếp tục lan rộng và biến Mỹ thành một bên tham chiến trực tiếp với Iran. Liban và Hezbollah dường như sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận này và Mỹ đang thúc đẩy nó một cách nhiệt tình. Câu hỏi chính là liệu chính phủ Israel có sẵn sàng thỏa hiệp hay không? Hiện chính quyền ông Biden vẫn nỗ lực ngăn Israel đẩy xung đột vượt qua giới hạn, đồng thời chỉ ra rằng chiến sự kéo dài có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương giữa hai nước. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Tel Aviv không được tái phạm những sai lầm cũ từ sau cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9. Với sự tồn tại của một lối thoát chính trị, Tổng thống Joe Biden đang gánh trên vai nhiệm vụ nặng nề trước khi kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng ở Nhà Trắng là thuyết phục Israel hạ nhiệt căng thẳng và tiến tới ký kết một thỏa thuận hòa bình. Những nỗ lực này cũng góp phần ghi điểm cho Đảng Dân Chủ khi cuộc bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã có nhiều khác biệt so với thời điểm năm 2006, khiến nỗ lực đạt được hòa bình trên bàn đàm phán trở nên khó khăn hơn nhiều. Israel cho biết các cuộc tấn công đẩy lùi Hezbollah về bên kia biên giới là nhằm tạo điều kiện cho người dân sơ tán được trở về nhà ở phía bắc Israel. Trong khi Hezbollah tuyên bố sẽ chỉ rút lui khi có lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, Nơi Israel vẫn tiếp tục giao tranh với Hamas. Các bên trung gian hòa giải phải khiến mỗi bên cảm thấy rằng họ đạt được điều gì đó từ nghị quyết này, nếu không sẽ không bên nào chịu ngồi vào bàn đàm phán trừ khi có một bên bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường. Ông Elias Hanna, một cựu tướng Liban cho biết. Dù kịch bản nào xảy ra sắp tới, dân thường luôn là những nạn nhân vô tội của chiến tranh ước tính đã có khoảng 42.000 người Palestine thiệt mạng tại giải Gaza. Hàng chục nghìn người bị thương và cả triệu người đang bị ảnh hưởng cuộc sống nặng nề. Những con số này vẫn không ngừng tăng lên từng ngày theo diễn biến xung đột. Bên cạnh đó, nền kinh tế tại mảnh đất này cũng đang bị tàn phá nặng nề. Quy mô của nền kinh tế tại Gaza sụt giảm mạnh xuống mức chỉ còn chưa đầy 1 phần 6 quy mô của nền kinh tế trước khi xảy ra cuộc xung đột Israel-Hamas. Đẩy 90% người dân tại đây phải sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Việc xung đột lan rộng ngoài giải Gaza đã cho thấy sự thất bại của các nỗ lực ngoại giao trước đó và sự thiếu vắng một chiến lược rõ ràng để giải quyết căn nguyên của cuộc xung đột. Với mỗi ngày xung đột tiếp diễn kèm theo sự hận thù tăng lên, khả năng đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và nếu không kịp thời ngăn chặn sự leo thang xung đột hiện nay, không chỉ khu vực trung đông mà toàn thế giới cũng sẽ phải gánh chịu những hậu quả to lớn về mọi mặt trong đó an ninh toàn cầu có thể bị đe dọa bất ổn về kinh tế tăng lên khủng hoảng năng lượng sâu sắc hơn và khủng hoảng nhân đạo sẽ trầm trọng thêm với chu kỳ mới của làn sóng tị nạn lên các nước láng giềng và châu âu Quý vị và các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.